Vườn quốc gia Cát Bà là một trong những khu dự trữ sinh quyển quan trọng nhất thế giới. Với diện tích hơn 17.000 hectare, vườn quốc gia Cát Bà có tới 343 loài động vật khác nhau. Trong đó có những loài động vật đặc hữu, cả thế giới chỉ còn vài chục cá thể như vọc Cát Bà. Tuy nhiên, trước tình trạng săn bắt tận diệt, không chỉ vọc mà một số loài động vật khác như sơn dương từ lâu đã khó có thể quan sát thấy trên quần đảo này. Đây là một con chồn bị bẫy cung kẹp nát chân phải. Vẫn còn may mắn là nó được đội tuần rừng phát hiện sớm và giải cứu. Nếu chỉ muộn một chút thì không chết vì vết thương, nó cũng sẽ chết trong một nhà hàng nào đó. Không chỉ có thú hoang trong rừng, đủ loại chim di cư khi bay qua vườn quốc gia Cát Bà cũng bị tàn sát tận diệt bởi các loại bẫy lưới đang răng ra khắp nơi như thế này. Từ rễ run, vịt trời, le le, tất cả đều bị thiêu sống rồi trở thành một món đặc sản cho các thực khách. Mất nhiều giờ di chuyển hàng chục km quanh các ngọn núi đá vôi của quần đảo Cát Bà, cùng với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị chuyên dụng, chúng tôi mới ghi lại được những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của đàn vọc Cát Bà. Đã từng có tới hơn 3.000 con vọc sống tại quần đảo này vào những năm 1960. Sau 60 năm, cả thế giới chỉ còn 70 con vọc Cát Bà, loài linh trưởng đặc hữu không có ở bất cứ đâu ngoài quần đảo này. Việc săn bắt tận diệt đã khiến cho loài động vật quý hiếm này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Cái đàn vọc mà phải mất từ 2 năm rưỡi đến 3 năm, vọc mới sinh sản một lần. Tuy nhiên không phải con nào sinh ra cũng có thể tồn tại. Đây là một con vọc đực, sống đơn lẻ, đang đến chiếm đàn của một con vọc đực khác. Sau khi đánh đuổi con đầu đàn và chiếm được đàn vọc cái, nó phát hiện ra trong đàn có con non. Ngay lập tức con non bị con đực mới đến cắn chết và vứt xác xuống biển. Hành vi bản năng này làm cho con vọc cái nhanh chóng quay về chu kỳ sinh sản, nhưng cũng khiến cho việc nhân giống đàn vọc trở nên khó khăn. Vọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm, chỉ có trong các cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt của đảo Cát Bà, Hải Phòng, với diện tích sinh sống nhỏ hơn 100 km² và có tên trong danh sách 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Đây cũng là dạng linh trưởng hiếm nhất châu Á. Dừng lại, tất cả khu vực này đều nằm ngoài giới hạn của khách du lịch. Đây là khu vực bảo vệ tự nhiên của loài vọc, một trong những loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Vì vậy, bạn phải đi ra ngoài và đi đường vòng. Bạn không thể đi vào khu vực này. Thì không có cảnh báo thì coi như chỗ nào mình vào thì mình cứ vào thôi. Yes, sorry about that. No problem. Take care. Have a good trip. Yes, sorry. Đi ra ngoài nhé. Ra ngoài.